Sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi ạ. Những lúc tủi nhục hàng ngày, San phải trải qua nó như cơm bữa vậy. Vì thế, có những lúc tưởng như đường cùng, San mới bỏ về Việt Nam với gia đình mình. Nhưng về rồi mới thấy, dù có bị bắt nạt, hành hạ thế nào cũng không bằng nỗi nhớ con. Thương con, côi cút, ốm đau, ông bà, cô chú ạ. Có những khi chẳng biết chia sẻ với ai, chỉ muốn làm video đăng lên cho mọi người biết. Và được một câu động viên cũng đủ thấy an ủi phần nào đó. Mong ước một ngày sẽ có một chút kinh tế gửi về cho bố mẹ ở quê nhà ốm đau. Một phần tự lo cho bản thân để không còn phải xin tiền chồng nữa. Đợt sang Trung Quốc lần này, chồng San có vẻ như đã không còn động tay động chân với San nữa. Cũng chỉ dám chửi San rồi hằn học thôi. Hôm nay San vẫn vui vẻ trở lại. Nhịn nhục một chút vì con, có hộp sữa cũng được. Thương con. Quá chà, ông bà cô chú. Anh chưa chứa tư thái thủ là bà. Hi, San xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Phạm San Family Cuộc Sống Trung Quốc. Lạnh quá ạ. Hi. Lại ra đây nó nghịch. Trời ơi. Đêm qua lại vẫn tiếp tục mưa tuyết, hôm nay tuyết nó dày đặc như thế này này ông bà cô chú. Nhiều. Năm nay mưa tuyết lớn nhá. Bây giờ vẫn còn đang mưa. Quang Trạch, con nhìn thấy tuyết con thích lắm ạ. Hò hò chi nói khoai này. Mưa càng ngày càng to ấy ông bà cô chú ạ. Đường xá thì ngập tràn tuyết nên là xe cộ cũng không đi lại được, nên họ đều phải đi bộ hết. Quay xa thì cả nhà nhìn không có rõ, nhưng mà quay gần cả nhà nhìn xem, mưa tuyết rất là dày luôn. Con chó nó cũng mặc quần áo luôn ạ. Dép. Tài lợn. Hả? Tài lợn. Cái gì đó? Em gái. Con to thẳng. Sáng sớm thì bố chồng San có đi ra ngoài chợ, ông mua một ít đồ về để hầm ạ. Mình ăn dần đến Tết. Rất là nhiều củ sen ạ. Bữa trưa hôm nay thì San nấu tạm miến ăn vì nhà không có nước, đường ống nước đóng băng hết rồi. Ngon con. Dạ ngon. Dạ ngon. Cái gói miến mà như kiểu gói mì ra cả nhà. Xong mua về mình nấu đã. Nhiều thời gian không lại lại cái nước gang này xì. Quên chưa? Xì à, cái nước đều chỉ đã. Chưa đi sao? Ừ. Chuẩn bị cao không cả. Bây giờ San sẽ đem đồ qua nhà thím mình làm á. Nhà San thì không có bếp củi nên phải qua nhà thím mình nhờ đun ạ. San thì định để Quang Trạch ở nhà nhưng mà con cứ đòi đi nên lại phải cho con đi thôi. Hồi chiều bố chiên, mây mệt à? Hồi chiều bố chiên. Sư mây mệt à?
那你是大人吗？光泽，再走这里，走在中间，快点。走đường có tuyết á, mình nhìn thấy xe là mình phải tránh ra, không nhiều khi họ ấy phanh không có kịp ạ. Cái tuyết này nó trơn á. Wow, hảo xinh đẹp, đẹp quá. Nay sẽ à? Nhìn thấy xíu à? À. Sao? 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 他压垮了，把这鞋给他拿下来了。什么鞋？这就是鞋啊！哦，压这个坏掉了吗？压垮了。怎么可能？这么厚，怎么可能这样坏了？你手套戴到，快点。 Đồ thì San đã chuẩn bị xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi luộc sạch trước đã. Nhìn bếp củi sao lại nhớ đến bên Việt Nam mình nhá. Mỗi lần đến Tết lại ngồi gáy bếp củi, gáy bánh chưng ạ. Đồ thì mình bỏ vào chung như này, mình luộc xong mình vớt à. Vớt à, sư bư. Lao xuống lại nó không chia mà. Lao xuống lại xì xì. Ồ, vớt ra xong rồi rửa. Rửa nó không bắt đầu mình. Nó là xong rồi xong rồi. Mình hầm.
调料不？Đây là gói gia vị hầm. Mình cho một gói vào là có thể hầm được tất cả nhiêu đây ông bà cô chú ạ. Để tôi放铁放到这里，上火，把那个玉米往里面塞。 Gia vị đã cho vào trong nồi hết rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hầm, hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là được ạ. Màu nước thì giống như màu nước xì dầu á cả nhà. Cái mùi nó thơm lắm. Gói mà mình đang đun ở trong nồi nó giống như gói trà. Mình càng đun thì cái màu nước nó càng đậm ạ. San thấy Tết ở bên này nhà nào cũng phải hầm một nồi để chuẩn bị ăn Tết ạ. Cũng giống tương tự như ở bên Việt Nam mình gói bánh chưng vậy. Con giỏi thế hả? À? Con dở, con chạch, chẳng cô này. Con đang giúp mẹ đun đấy ông bà cô chú ạ. Cái bào này. Là củ sen nữa. Chúng ta có sản phẩm. Chúng ta 啊，我都干了，我都干了。嗨，新脚。给你加点不要我，你加点你，你还能喊我发不到的。新脚嘛，你又不是没说过。你买这么多这个新嘛？嗯，猪，什么猪心？猪心？猪心？订了呢。去磨没挂订了，没听了。这个猪心是干什么的？猪的心啊？不是，你是草吗？还是？ 就像菜里卤的啊，哦，làm giống như kiểu nhà san làm, chứ nụ mình hầm chín xong mình thái mỏng ra mình ăn nè. Đi chỗ quan cái cái chú xin, mấy ở bia mà. 有啊，我也不得搞。哎，你那里怎么有热水啊？怎么弄的？这后面有火呀！哈哈哈哈哈！怎么搞？这样这个搞，这样。你看那个火，这个火经过这里，然后排一排就去，把火经过这里就燃起，你们就有水了。哦哦哦。哎，后面我们就不会这么多的火了。 Mình đun ở bên đây xong ở bên trong nó có một cái gì nhỉ, cái nồi để mình đặt bên trong đấy cho nước nó nóng ấy, mình rồi mình có nước nóng mình dùng luôn ạ.
rất là thuận tiện. Nhà chồng xa thì không có cái bếp như thế này này, nên là phải qua nhà thím mình mượn tạm thì mình nấu. Cậu bán à? Cậu bán à? Không có 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 cậu bán à? 这饭面这个你烤能熟吗不知道烤不烤得熟烤熟吗烤熟烤不熟看看爷爷在说什么爷爷说什么呢回去坐回去打我干嘛 妈妈妈妈啊嗯嗯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 嗯
好吃，好吃。你自己种吗？家种的红薯，种这么大了，只要弟弟长得出来都种。我打你屁股，哒哒哒哒。那骨的那大啊，骨块大的，炸拔轮，不炸拔，听得懂吗？不炸拔就是好大呀，特别大。你不要给我看是啊。他喜欢看你吃。我喜欢。我今天没觉得你拍这个视频能不能拍。没事，拍你的我。那楼上的把过去啊，那个明显不大。还有谁呀？我về mình ăn bằng nào thì mình thái bằng đấy ra xong mình ăn á. Củ sen bỏ lắm ạ. Nè nè. Cái này lỗ thì cái cá chi đó. Má này hả cho cho vô nhớ đi được mà. Tôi không. Không à? 那个桶是什么桶啊？不是吗？看你啊，你看电视机砸在不？嗯，尝一下，按特。好吃吧？好吃。那还行。味道好吃。嗯嗯。
Thôi mình chơi đó, cô thông báo cho thằng nhà khác. Không có tiền chưa mà. Cái gì mà lũ á? Trên đó có xin khởi gì mà. Lũ á, lũ á, lũ á. Lũ á, lũ á, lũ á, lũ á, lũ á. Lũ á, lũ á, lũ á. Ừ, Vẫn đang ở y phục. Cho chím mà chím không ăn. Chim ngủ mà mình hiểu. Hoàng. Ta cụ. Ta chỉ quan sư ẩu. Đây, đây, cái nỉ, cái nỉ, cái nỉ, cái nỉ, cái nào lao thì sướng. Quang trạch. Cho, 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 cho. Cái nỉ. Đi chứ, lao lao chứ. Khoan đi chứ. Cho, cho, cho. Hào bảo chứ à? Cũng đang đùa. Cũng đang đùa mấy Quang Trạch. Con ăn đi, con ăn, con ăn. Quang chờ. Quang chờ, Quang chờ. Video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho hai mẹ con San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần tiếp theo nha.